Cả nhà, bữa nay vô hồ em đi giao hàng nha cả nhà. Bữa nay em giao cái cây cây gần dựng Raptor AST full giáp. À, bây giờ là chương trình khui hàng cũng như là kiểm tra hàng luôn nha. Đây là anh khách đặt cây cần bên em nè. Tháo từng khoen ra luôn. Rồi mình bữa nay là đi giao hàng và đi test thử luôn nha cả nhà. Bữa nay đang có mặt tại hồ Thanh Thật nè. Đó, cây cần phun giáp màu vàng đi với cây chống vàng anh chống nó đó. Chống Cincy Anod vàng nha, phun giáp nha anh em, phun giáp quá nét, trời ơi nhức nách chưa đó, carbon vàng luôn, là đi từ gốc nè, rồi mấy cái chân máy là có hết nha, rồi mới gọi là phun giáp. Khoen là khoen xích bu 16. Nói của cần thì nó như vậy nha cả nhà, nó là từ hao cho mình quýnh lâu dài á, chứ không phải lỗi gì hết nha. Cái kiểu của cái dòng Super Master nó là vậy. Rồi 1 là 2 3 lượm. Lẹ lâu lẹ đi. Rồi quá lực rồi. Con cũng mới cái này sao theo anh được. Đi quay nào, bò anh em ơi. Bò. Xích lại, quay tới. Xuống luôn. Nhúc bò đi với ta. Kéo nó chứ. Rồi đứng im. Cỡ nào không kéo về luôn. Có cần cái đầu bảo học chim không? Bộ vàng lên cá anh em ơi. Ép nó về à? Dướng đầu. Dướng cái kia luôn kìa. Gài. Dướng dây, xả máy. Thôi gọi xa ga nó chạy ra anh em ơi. Ê! Bồi mấy. Bồ hợp lệ. Kìm đâu. Ê, cái cần vàng nó phải lụm con vàng trước. Lụm ông nỉ. Đúng ông nỉ rồi. Bò này trắng mà đâu phải bò. Bò. Đầu bò. Trời ơi bò mà. Bò lên sơn nhỏ dữ trời. Bữa thả cá bò nhỏ mà. Ừ. Quá rồi. Xít á, tu luôn á. Từ từ thôi, cho lấy mập chứ. Đôi khi cá heo mà để nó bứt gân nó nè. Được. Con cắt nó cứng nó sẵn. Mã lên cá trắng rồi 15 kg thôi. Cá mập có tiền rồi. Kéo rồi thấy ghê không? Bình cứng lắm á. Bình cứng lắm nên nó chạy. Gái kìa. Ủa kéo rồi. Trắng mà chạy dữ vậy. Siết hết tua. Đã trắng sao chạy dữ trời. Ủa siết quá nó nổ dây chứ. Giờ thôi. Mày cho nó chạy. Chạy đó cứ thả cho chạy đi. 57 á. Nổ ngay cái khóa. Tôi phá tôi tính thấy hai lần. Hai chứ. Nó nổ là nó nổ. Lên xuống. Đá cái là sáu. Rồi ép lên. Máu chạy quá trời rồi. Nhảy xuống đạp. Nhảy ông nội mày nhảy. Nhảy xuống cắn kỳ lôi lên. Ép để nó vô cọc. Ép ra. Cái chân này cũng bự lên. Ừ ép đi.
bao ép. Cần anh Tấn là bao ép. Có Tấn đứng đây mà. Có Tấn đứng đây. Mà cái mặt cái này là gọi là test thực tế luôn á. Trời nại ghê không? Con chết luôn rồi. Chết rồi. Sáu chuẩn bị cá lôi đi rồi. Đỡ lỗi xuống mương luôn. Rồi đi kịp tìm cái cần nha. Cứ vịnh á, vịnh á, tự động nó quay đầu lại à. À vịnh. Rồi hồi nại nó lên, cứ vịnh đi. Ồ chim kìa. Phải cho nó mệt. Đành chết luôn rồi. Cần dây xanh nha. Cần cần được không? Cần đó. Ý là nhắm bự thì đem lên cân. Trứng dây đỏ. Ồ. Bò. Cái đầu như con voi mà cái mình như con kiến. Bò 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 bò. Cái đồ chờ giờ, cái gọi là cái đồ chờ giờ. Bò. Đi gì có sao. Bò tay lên cho nó đỡ mệt. Ờ đúng rồi. Chủ yếu là nó mút cao thì mày cũng cao đỡ mệt. Để chút xíu nó lên được, đừng đừng ngại quá, đừng ngại quá, đừng ngại quá. Trắng bò bò. Bò. Có miệng, có lưỡi miệng mà. Từ từ nha, từ từ nha. Nó nhảy dây là quay đúng không? Bò không anh? Cái lỗ đó linh nghiệm lắm. Rồi tem khai trương cần mới báo cá nha. Đi qua cái kia kia cá luôn. Vui vậy. Ôi cá nhỏ mà. Rồi, kìm hả gì kiếu cái gì đâu. Đâu. Rồi rồi. Cá bự giờ nó xỉa. Nó đây không biết đâu rồi. Đó kìa. Để tự cái món tự ghi luôn. Chụp ở đây chứ đâu rồi. Này. Nhỏ. Đó anh Tấn ơi. Ủa sao nó tắt màn hình rồi? Không, nó tắt rồi, nó tắt rồi. Nó tắt nó nghỉ rồi chứ không. Giờ tao. Đuôi gì mà chạy như đó. Cái đuôi đỏ lét luôn. Dễ còn nó xấu bụng như vậy. Đuôi gì bụi ơi. Ờ đuôi rồi, cái quạt này. Tắt đuôi rồi. Tắt đuôi rồi. Tem nay đi báo cá mà cá đầu tiên nó hơi bị lỗi nha anh em, cá đầu tiên nó ăn bằng cái đít nha. Ôi, cái hàng này lên mê lắm. Cái chồng 60 kg. Lên về phim đẹp. Ủa cái cây này sao gắn không vô rồi chồng? Hả? Đây coi. Xe đó. Hơi chật á. Canh ngay xe đó. Không vô luôn. Không vô đổi cây khác. Đổi cây khác cho lẹ. Cái chừng cái lưỡi nha. Cái lưỡi á. Còn nó sâu 8 rồi. Hết 1m8 mày hả? Hết 1m8 rồi, còn cây nó mê. Tôi lên tôi cho tao. Mới, cá kìa. 1m68. Giờ còn 1m68. Ngoài ở vậy. Chạy đủ quá, chạy vô trời lắm mày. Trời ơi, má cần. Asino sợi trong 3m15 tay qua BG6 ở lộn 5000 cứ kéo đi kéo xả cờ lê ra bỏ lại rồi trong bắt đi.
Thôi cần nó cong rồi không nổi rồi. Xả cà lê kìa. Bình cứng nhắc luôn trời. Không cho chạy luôn. Chơi thẳng luôn. Đừng bo quá. Cái này cứng nhắc luôn rồi ơi. xuống anh Đức, xuống cái, xuống qua cái. Đúng rồi. Đâu quá cầu đài ngồi biết muốn kỹ rồi. Chịu vô không á. Đúng rồi, dịnh kiệu lại. Chịu cái cần thẳng lên chút. Đúng rồi, cao lên chút. Ừ rồi. Cứ chịu vậy chút xíu quay vô. Là nó chịu chút xíu là lên mặt à. Cá không bự chứ. Bự á. Chịu lên. Không có, dính miệng, ăn miệng. Ăn miệng. Đây khách đang chán không à.